Dạ vâng, em Hồng xin chào toàn thể tất cả bác đến với kênh của em Thành Phố Hồng. Thì kênh em chuyên buôn bán những mặt hàng đổi bãi Nhật Mỹ, những dòng lo đổi bãi xịn nha bác nha. Đó. Và các bác nào yêu những sản phẩm âm thanh karaoke kết hợp nghe nhạc gia đình thì liên hệ trong Phố Hồng để sử dụng những dòng sản phẩm chất lượng nha. Rồi thì video hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục test hoạt động của chiếc đáy huyền thoại Yamaha BC202M. Chiếc đáy này thì em test để gửi tới anh Điệt ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Đấy. Và một con đáy Yamaha BC202M thì bên em cũng đã giới thiệu khá nhiều rồi, chủ yếu là test chất âm cho tất cả bác. Cái con này thì giới thiệu cực kỳ là nhiều cho tất cả bác về cái nội thất cũng như là cái thông số kỹ thuật của nó rồi. Đấy, các bác xem kênh của Hồng thì các bác biết. Đấy, Yamaha BC202M nha. Thì con này hiện tại bên em đang có giá là 12.300.000. Giá bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đó. Bên em vẫn còn hàng để phục vụ cho tất cả bác nha. Con này thì có số series là tem cơ là 3322. Đó. Con này thì test gửi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, ok. Rồi đây là nháy nhá. Kênh 1 ok nha, kênh 2. Ok các bác nha. Đó. Và với ưu điểm của dòng Yamaha thì nó Yamaha 2020 thì nó kết hợp hai đồng hồ vô cực kỳ là đẹp. Đó. Vừa nghe hay vừa trưng bày đẹp, dòng đáy kim âm của hãng nha bác nha. Giá là 12.300.000. Bác yêu thích thì alo cho em, bên em luôn có sẵn hàng để phục vụ tất cả bác. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau.